đâu. Ê, em đi với đậu cái. Bây giờ các bạn lên cái này. Có hủ đế không vậy? Này các bạn tất cho một ly hủ đế thật to. Ê, đang thấy đây nè. Thấy gì? Đâu? Thấy không? Giờ đang cũng được đó hả? Chụp đi. Đang đi. Đi rồi. Đi cái mày nó ok. Dạ dạ. Chung một mẹ không đúng chung thôi. Đứng vô khác cho vợ. Đang hành nhã tại chỗ. Mấy bạn đi thi vô đội hình kìa. Chị đi vô đội hình để lấy quay lẹ đi kìa. Một hàng mấy bán luôn đúng không? Một hàng một đúng không? Một hàng một. Rồi đứng mấy bà. Có người để nói nha chị đã. Cho cậu vô giữa. Đứng tạo. Ủa đứng sao vậy? Đứng nhìn mấy tao qua hậu quá nha mấy anh em. Nhìn mấy nào vậy? Mấy anh em. Tất cả các mấy. Bạn này muốn mấy là mình nhìn đây. Chí mỉa. Chỗ nào để nhìn được đấy. Nhẹ đi em đi ơi. Lớn mình già. Chí mỉa. Học bóng giáo. Không giúp em. Vậy nhưng sức em bây giờ tươi. Không có sức. Nặng quá. Không có sức. Thiệt. Cộng rồi, cộng cái mặt MC hơi chút xíu nữa anh chị. Rồi mấy. MC gần hơn chút xíu nữa được không? Cái đầu thôi á. 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 Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chia đội. Giống con mơ con quen hồi ai cho mày gọi khỏi không đứa nào rồi nghỉ ai cho mày nghỉ đi mua gấp nào báo nha gấp toàn gấp nào báo nha gấp toàn gấp nào báo nha xong rồi em nghỉ nè xuống bé ba gì nè gì dài gì xấu mất dài gì dài em xin qua đây nè, stand by. Đeo cái lo, có đúng. Chạy em xin lại nha, canh lại em chị nha. Em thấy chị là học theo tính gì đó. Muốn đồng về đúng một đây không? Được rồi. Em cũng muốn nhớ luôn. Đứng chính giữa bàn là được rồi. Ủa rồi trời. Ủa mấy hai ly bên đây thì sao? Mấy chạy. Chạy. Rồi, quay về cả nhà ơi. 3, 2, 1, em đi. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần chia đội. Như mùa 1, chúng ta sẽ chia đội bằng cách căn ký. Mùa 2 này đặc biệt hơn. Chúng ta nhìn thấy trên bàn sẽ có 16 ly nước khác nhau. Mỗi bất chi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một ly nước bất kỳ và uống hết trong vòng một hơi để tìm ra đồng đội của mình. Các bất chi đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng! Xin mời! Ngay bây giờ Bích Chi Hương Quả sẽ là người đầu tiên. Chọn ly thì, thì em sẽ là chọn ly số 1 luôn. Quyết định kỳ chưa? Quyết định kỳ chưa? Rượu đế. Ôi trời ơi. Rượu đế. Ngay đầu tiên mình chọn cái ly. Thôi cầm lên rồi má ơi uống trời đi. Trời bây giờ thôi đi tùy duyên đi. Ôi ôi ôi. Rồi. Cái gì vậy? Thôi hấp cho đời. Hấp cho đời. Đẹp lên rồi, sáng lên và giữ cái ly của mình nha. Dạm. Hình phạt gì vậy? Lộn mèo xuống mương 30 vòng. Ê mà uống tới cái miệng thúi quá. Bây giờ chơi miệng chơi được không? Không được. Ai cho bà nghỉ? Bắt buộc phải chơi. Cho nên nào, 5 giây cuối cùng. 5 giây cuối cùng. 4, 3, trời ơi. Trời ơi, tuyệt vời. Em cảm ơn. Trời ơi. Kinh nghiệm. Tiếp theo. Sao lại biết chị yếu phi? Oh my god. Rồi, chọn. Rồi, đây là quyết định của em. Xuất sắc. Rồi, đang cảm nhận. Quá đã trên này rồi. Tao ngon. Gì đây? Rất là ngon. Cắt rồi, làm lại. Là cái máy trước mặt cái máy má quay lại đây chứ tao đâu quay lại mặt. Tất cả các bạn diễn viên á khi nào uống cái mặt có nhìn đây nè. Cũng xoay mặt ở phía trước không được xoay mặt ở phía sau. Không có quay lại. Nhìn đây này nè, để chạy này đấy. Còn MC đứng fit ở đây luôn để người ta không có đi. Ta lấy đây. Nha.
không không quay lại nha, không quay lại nha, không chia sẻ đồng đội nha. Rót lại hai ly rượu đi. Chở ly nước luôn. Báo lại. Trời ơi, tàn á. Chị quay về được rồi. Quay quay qua người kia em đừng quay mặt qua đây. Quay mặt qua đây không có thấy mặt. Mày! Còn hai ly nước chưa? Còn hai ly nước chưa? Còn hai ly nước. Hai ly nước chưa? Quay chạy. Như mùa 1, tất cả các bích chi đã biết chúng ta chia đội bằng cách căng ký. Mùa 2 đặc biệt hơn, trên bàn có 16 chiếc ly với rất là nhiều loại nước đặc biệt khác nhau. Các bích chi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một ly nước bất kỳ mà mình yêu thích nhất, sau đó uống hết trong vòng một hơi để tìm ra đội của mình. Lưu ý, uống xong giữ cái ly lại. Xin mời bích chi đầu tiên. Hello, ngay bây giờ bích chi Hương Quả là người đầu tiên. Thì Hương Quả sẽ lựa chọn là số 1 luôn đây. Oh my god. Ôi, quyết định kỹ chưa? Số 1 luôn. Thôi học trời đời. Bây giờ là có bao nhiêu đâu mà không chơi. Lưu ý là uống hết. Uống hết một ly nha. Quá tuyệt vời. Hương Quả cảm thấy hình như là rất là ngon đúng không ạ? Rồi hết giờ rồi. Rồi xin mời bích chi tiếp theo. À, bích chi Hiếu Vy sẽ chọn bích chi số 7 đi ha. Số 7 ha. Mình chọn là rồi ba chi 7 nổi ha. Đúng. Quá tuyệt vời. Ồ, quá ngon. Đậm đà không? Quá ngon. Quá. Rồi xin mời bích chi tiếp theo. Tới công chúa. Oh my god. Công chúa uống cái gì vậy? Trời ơi. Gì đây? Hết giờ rồi. Bè lắm. Thấy chưa? Ồ, quá ngon. Tuyệt vời. Giữ cái ly của mình nha. Giờ xin mời bích chi tiếp theo. Nghĩ kỹ nha, kỹ nha. Đừng thấy trong mà tưởng là dễ nha. Suy nghĩ kỹ nha. Đôi khi đục đục mà lại nó ngon nha. Em thích uống nước đục. Nước đục thì lựa nước đục đi cơ. Rồi, hãy cảm nhận nào. Thơm quá, tuyệt vời. Ồ, tuyệt vời quá. Đang cảm nhận, đang hưởng thụ. Wow, wow. Chúc mừng em. Rồi xin mời bích chi tiếp theo. Rồi, suy nghĩ kỹ nha cưng ơi. Một bước đi là dặn dặm đau nha cưng. Suy nghĩ kỹ nha. Hết chờ rồi cưng ơi, chọn nhanh đi cưng. Còn bích chi chắc đau, cái mũi đạp trước. Rồi, trời ơi, ngon quá. Trời ơi, mấy cái ly trời. Thì vậy. Cái gì vậy? Uống hết nha, rồi giữ cái ly của mình nha, rồi xin mời em. Đây. Trời ơi, quá phiêu rồi, quá phiêu. Wow. Cảm nhận nè em ơi. Oh my god. Trời ơi, bà uống một sung sướng. Lấy quá cho mình tuyết quá. Cho mình tiếc quá hả, quá đẹp. Rồi, chúc mừng em, quá trang trọng em ơi, đỉnh cao. Ôi ôi. Rồi, tiếp tục xin mời. Xin nghe kể chứ. Ôi, ly đầu rồi. Tiên luôn. Mẹ ơi, đang rất cười, rất sợ. Mày ngu chứ ba. Mày ngu thiệt. Có vẻ là đang rất là ngon. Đứng trước rồi. Đang rất là đậm đà. Tuyệt vời, cô chú. Sư chú, sư chú, sư chú. Rồi, xin mời bích chi tiếp theo. Rồi, chúng ta chỉ còn lại có 9 chiếc ly. Phải ở trên bàn mà thôi. Này đục quá hả? Thấy đục đục kia nó không? Ông chi vậy, đi ông chi. Hay là ly nào? Ly này thì sao nhỉ? Ly này cũng ngon hết trơn trời. Rồi. Cảm nhận nè, cảm nhận em ơi, hơi cạch thôi. Thơm không, thơm không? Oh my god. Oh. Trời ơi, cái gì vậy? Mặn quá. Rồi hết giờ rồi, chị chỗ em ơi. Rồi, rồi xin mời mẹ đẹp những bông hoa nhỏ. Những bông hoa nhỏ. Những bông hoa nhỏ quá đẹp, quá xanh. Ôi trời ơi, đẹp quá. Tám. Rồi. Rồi cảm nhận em ơi. Phêu lên nè, cảm nhận lên. Cho khán giả thấy được cái biểu cảm của trời ơi. Mặn quá. Mặn quá. Chúc mừng em ha. Rồi xin mời bích chi tiếp theo. Chúng ta chỉ còn có 7 chiếc ly thôi. Rồi. Hồi hộp chờ đợi. Biết rồi. Sao mà thấy nó châm veo mà lại đem vào đây. Rồi, chúng mình có tiếp theo vừa uống được. Trời ơi, cái gì bây giờ trời. Anh con bình án đưa hộp, rượu chứa hộp miền Tây. Uống hết trường. Rồi, liền. Đầu tiên. Hoa hậu cố lên. Wow. Hoa hậu. Wow. Quá ngon. Quá tuyệt vời. Đây. Chúc mừng em. Rồi, xin mời mình chia tiếp theo.
Chúng ta còn lại 5 chiếc ly cuối cùng dành cho 5 chiếc cuối cùng trong ngày hôm nay. Đúng rồi Ngọc ơi. Mùi gì em? Mùi gì uống gì Ngọc? Wow, bánh chì đang thưởng thức cả rất là ngon. Rất là ngon lành. Hảo tụ. Dạ, cái cam rồi. Cam. Ba cái trong một cái đục. Trong mình nó uống cái đục đi. Một cái đục. Cái trong mình uống cái đục đi. Là uống nước đục. Uống cái đục đi dầu. Cái đục đây tươi. Cái đục đi tươi. Rồi. Rất tươi. Là nước dừa. Đừng đừng khoan đi. Chơi luôn. Uống luôn. Mặt đàn rất tươi, uống xong còn tươi không? Không, 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 không. Wow. Ngon, ngon. Được. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời đó. Té chua quá. Giấm không à? Mấy cái con này. Lựa gì nữa, ba cái trong mình vừa gì? Từ từ, giờ mấy cái con này lựa nó ngọt hết trơn rồi, cắt đi. Cắt cho tôi nghỉ chơi, tôi đền hợp đồng. Không có đền này, biết cái gì? Ai biết cái này là cái gì trời? Ai nghỉ uống 4 ly một lượt, tặng 1 ly nữa, này có 3 ly rồi đó. Rồi, thưởng thức đi. Tao lấy lên rồi, không được bỏ lại. Đó, tôi sao không? Đồ ngấn ô là trời. Thời tiết đang nắng, bỗng dưng đổ cơn mưa. Đổ cơn mưa. Mưa nắng động không đề bữa nay. Vô. Rồi, bây giờ giao bôi luôn đi. Hai người chia sẻ với nhau luôn. Rồi. Rồi, người đẹp đâu rồi? À, cái gì vậy? Giấm. Rồi, cảm ơn chị một chàng hóa tay cái gì đó. Cắt máy đó nha. À, hồi nãy em uống cái gì vậy? Rượu. Rượu hả? Rượu. Mà nó rất nặng luôn. Rượu đế miền Tây hay sao á. Trời ơi, trời ơi. Có thể là sáng sớm mà xỉn luôn á. Em phun mưa cái giật mình luôn. Chương trình này quá ác. Sáng sớm mà cho diễn viên đi uống rượu có thể là xỉn, là không thể nào là chơi vận động được. Bây giờ chúng ta đã có đội của mình rồi. Cái Bích Chi ơi, ai uống rượu giơ tay lên nào. Ok, ai uống nước giơ tay lên. Rồi, xin chúc mừng cái Bích Chi. Nước trong ly không quan trọng. Quan trọng là ký hiệu ở dưới đích ly. Mày biết hết trơn. Rồi biết hết trơn. Ta có quá bốn ký hiệu. Ai 3 chấm vô vị trí đầu tiên bốn thành viên. Là đi ba. 3 chấm kìa. Ai ơi, ai đâu 3 chấm. 4 thành viên. Anh em di chuyển. Ai chọn 4 thành viên. Chọn. Tam giác 4 thành viên. Và cuối cùng là bốn thành viên. Không có cái này nữa. Rồi chúc mừng các nhà trò rồi nha. Rồi mẹ ơi. Tôi nói biết trước là nó giả trong như vậy đó. Rồi diễn lại luôn đi. Rồi diễn lại luôn đi. Rồi bây giờ mình sẵn sàng đến với cái lớp ngày hôm nay nha. Sẵn sàng. Được chưa? Xin chúc mừng cái Bích Chi đã tìm được đội của mình. Rồi ngay bây giờ cho Hoàng Nam biết Bích Chi nào uống rượu giơ tay lên nào. Bích Chi nào uống nước suối giơ tay lên. Ủa sao mai giơ tay lên? Rồi xin được chúc mừng cái Bích Chi. Nước trong ly hỏng quan trọng. Quan trọng là ký hiệu ở dưới tay ly. Hình tròn. Hình tròn à? Ai có hình tròn? Ai hình tròn? Ba má đứng kế bên. Rồi, hãy dành cho các thành viên.
thành viên trong đội của mình một tràng pháo tay. Và ngay bây giờ, Hoàng Nam xin mời tất cả bất trì chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo. Đổi không? Không, đổi đó như đổi không? Rồi, năm sau đi. Bây giờ đổi nào, chơi đổi nấy đi. Rồi, đi nè bé. Rồi, cái đổi nào của bé Ma là màu tím nha. Rồi, ok, xong. Rồi, cắt cái đồ. Rồi, xin mời đầu dĩ, thay đầu dĩ.